Mến chào anh chị em nghệ nhân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Nội dung video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách chữa trị con chim bị ngoái lộn. Cách này bạn có thể áp dụng được tất cả các loài chim nha các bạn, từ chim to cho tới chim nhỏ, chim bé xíu vậy cũng áp dụng được các bạn, áp dụng được hết. Nhưng trước hết mình muốn chữa trị cái bệnh ngoái lộn, mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao nó bị. Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng con chim bị ngoái lộn các bạn. Thứ nhất, đầu tiên đó, nguyên nhân thứ nhất là quá trình con chim ở ngoài thiên nhiên các bạn bắt về, quá trình nó nhảy á các bạn, đó, nó tung vào cái lồng á, có thể là nó va chạm vào cái đầu nó bị ảnh hưởng các bạn. Bạn mua về nhà rồi có thể là không bị, nhưng quá trình cái người thợ bẫy đó, nhiều con chim tới tay các bạn sở hữu đã qua tính 4 năm không khâu trung gian các bạn đó. Cho nên lúc ban đầu bắt con chim ngoài hoang dã đó, ngoài thiên nhiên đó, tới tay bạn đó, là quá trình đó con chim nó có thể bị chấn thương ở đầu, nó không có mạnh, nó bị nhẹ, dẫn tới cái tình trạng là như nó khó chịu quá các bạn, nó cứ ngứa vậy, nó nghe đau nhưng người mình đó, thì có tay để gãi, có tay để ấy, còn con chim cái nó đau ở cái mỏ thì nó lấy cái giò nó quào được, mà ở sau gáy nó rất là khó các bạn đó. Nên mỗi lần mà nó bị ở sau gáy nó cứ ngứa vậy. Trường hợp thứ hai đó, quá trình các bạn chăm sóc treo ở gần những cái vật dụng mà làm nó hết hồn, ví dụ như cái áo lồng các bạn không có trùm kín mà để hở đây à, mà ở trên cái nóc này lại có cái gì màu đỏ, hay là cái bóng đèn, hay là một con gì đó à, dẫn tới cái tình trạng là nó sợ cái con này nó ăn thịt, nó cứ ngửa lên à, cứ ngước lên, dần dần nó sẽ quen thành một thói quen. Đó là trường hợp thứ hai là do mình chăm sóc. Trường hợp thứ ba nữa là quá trình ở trong cái lồng do mình gắn cái cầu à, dẫn tới cái tình trạng nó trở thành thói quen như vậy. Tình trạng này đó bị nhiều nhất các bạn, do gắn sai cái cầu là bị nhiều nhất. Còn tình trạng mà bị chấn thương đầu à, rất là khó chữa, ít bị. Tình trạng mà treo ở gần cái cây gì đó có phản ứng, ví dụ màu đỏ, bóng đèn, hay là con chim gì bự trên đó, nó cứ nhảy đi nhảy lại, nó ngửa lên để nó nhìn, trở thành một thói quen. Có 3 nguyên nhân chính để gây ra tình trạng ngoái ngửa. Rồi trong ngoái ngửa nó lại có 2 trường hợp. Một trường hợp thứ nhất, đứng im một chỗ ngoái ngửa rồi là bật ngửa rớt xuống đáy lồng cái bụp hết hồn. Nhiều con chim các bạn nhìn nó làm cái các bạn cười sặc cơm luôn đó. Nhiều con chim đứng im một chỗ nó ngửa rồi bật ngửa cái bụp. Còn nhiều con chim ngửa nhảy qua cầu khác à, nhiều con chim ngửa lộn mèo qua cầu khác rất là hay. Những cái tình trạng đó làm con chim mình mất giá trị là thứ nhất. Thứ hai nữa, nó không có hay các bạn đó, nuôi nó cũng không có tốt. Những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ tại sao nuôi những con chim nó không tốt, nó dài dòng lắm. Còn video hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách chữa trị ngoái lộn, nhảy ngoái nha các bạn. Còn đứng mà ngoái lộn lại là khác nữa đó. Những bạn nào đang có con chim ngửa ngoái nhảy qua cầu khác đó, bật trở lại giống như anh này đây các bạn, giống như anh này, mình sẽ chữa chỉ trong vòng một nốt nhạc đó các bạn, ảo thuật đấy. Mình đã test thử trên rất là nhiều con chim rồi, nó đưa ra kết quả giống nhau, nên hôm nay mình mới chia sẻ lại các bạn. Các bạn xem xong các bạn áp dụng theo, thấy ok, thấy hữu ích, nhớ cho mình một like à, để mình có thêm những động lực đó, test những con chim sàng lọc cho các bạn xem à, mình phải test thử trên rất là nhiều con rồi, thấy ok mình mới chia sẻ lại cho các bạn nha à, các bạn xem xong các bạn làm theo có phải đúng không, nhớ cho like các bạn. Các bạn cứ nhìn con chim của mình nè,
Đó. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn thấy nha. Đầu tiên là nhìn con chim chưa có xử lý gì. Đó. Rồi mời các bạn xem nha. Và kế tiếp thì mình sẽ xử lý trong vòng một nốt nhạc. Các bạn. Đó. Đó, đó là con chim chưa xử lý nhé các bạn. Nè, các bạn nhìn nó ngửa nè. Đó. Đó. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Ngửa ngoái. Nó xoay 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 rồi nó bật ngửa ra. Rồi các bạn. Đó là tình trạng anh này chưa xử lý. Nhưng bây giờ cái cách xử lý rất là đơn giản các bạn. Đây. Mất tiêu đầu cái rồi. Trong một nốt nhạc các bạn sẽ chữa trị được ngay tức khắc. Còn để mà nó hết sạch thì các bạn phải cần thời gian nha các bạn. Đây. Chỉ cần hai cái này. Đó. Trong một nốt nhạc. Các bạn nhìn nha. À, đơn giản cực kỳ. Mình thả cái áo xuống không con chim nó sợ. Trước hết lý do để mình xử lý cái tình huống này, trường hợp này là do hai cái cầu các bạn. Thường đa số chúng ta đều gắn hai cái cầu bằng nhau giống như cái lồng này. Đó. Đây, kể cả con chim hút mật. Các bạn, nếu con chim bình thường bạn phải gắn hai cái cầu bằng nhau như vậy thì con chim nó nhảy đi nhảy lại nó mới đỡ mất sức. Đó các bạn. Đó. Con chim di chuyển rất là nhẹ nhàng. Nó không mất sức. Nhưng để như vậy là với con chim bình thường, còn với con chim ngoái lộn. Rồi các bạn phải xử lý như thế nào? Mời các bạn theo dõi nha. Đây. Đó. Mình sẽ sử dụng hai cái này. Các bạn cực kỳ đơn giản, nâng cầu lên, rút cái cầu này ra nha. À, nâng cầu lên, các bạn sẽ thấy một điều kỳ diệu xảy ra trong tích tắc. À, hai cái kim chuối các bạn không cần gì nhiều, hai cái kim chuối là đủ xử lý một con chim bị ngoái theo từng thời gian nhé các bạn. Bạn xem kỹ mình chia sẻ nha, và phải làm đúng nó mới hết nha các bạn. Đó. Rồi bắt đầu giờ các bạn nhìn nè. À, một cầu cao hơn và một cầu thấp hơn. À, cầu này mình hạ xuống thấp nữa nha các bạn. Đây cái cầu này hạ xuống thấp nữa. À, thấp dưới luôn. Có nghĩa là hai cái cầu này nó sẽ mất cân bằng, không có bằng nhau. Một cái thì trên trời, một cái dưới đất. Đây các bạn hãy nhìn tình huống xảy ra. Để các bạn sẽ theo dõi tình huống xảy ra nè. À, để từ từ để xem con chim nhảy lên nó còn ngoái ngửa nó không nha các bạn. À, nó hơi hơi cao quá, hạ xuống bớt một chút.
Đó, nãy mình đưa ra cho các bạn là con chim cứ nhảy đi nhảy lại mà cứ ngửa cứ ngoái. Và bây giờ để xem. Các bạn thấy chưa? Thứ nhất là nó bớt nhảy lại. À. Thứ hai á là nó không có ngoái ngửa giống như hồi nãy nữa. Đó. Rồi các bạn thấy chưa? À. Đó, thấy chưa? Cái gì nó cũng thành một thói quen. Thứ nhất là từ ban đầu các bạn, mình tập cho nó từ ngay lúc đầu. Đó, con chim nó sẽ không có bị ngoái ngửa. Đó, mình phải quán triệt ngay lúc đầu. Chứ tới hồi con chim mà nó ngoái ngửa nó lộn mạnh quá rất là khó chữa. Nhưng theo cái cách này, trường hợp như này các bạn đã xem. Đó, nó giảm liền. Nó giảm ngay trước mặt các bạn đang xem. À, nhảy lên cầu nó không có ngoái ngửa giống như hồi nãy nữa. À, thấy không? Bạn thấy chưa? À. Các bạn thử làm xem. Nhưng chưa xong nha, cái này mới được một nửa nha. Đó. Các bạn làm như vậy. Đây là một nửa, khoảng chừng 15 ngày đầu. Các bạn gắn cầu như vậy cho mình 15 ngày đầu. Đó. Cái lỗi ngoái ngửa này các bạn phải chữa một tháng nó mới hết chứ không có nhanh được nha các bạn. Các bạn làm cho mình 15 ngày đầu là cái cầu này gắn như vậy. Bắt đầu 15 ngày sau các bạn lại đổi ngược lại. Nâng cái cầu đằng sau cao lên trên và cái cầu đằng trước nó lại thấp xuống dưới các bạn. Đó. 15 ngày sau bạn nâng cầu ngược trở lại cho mình. Đó, khoảng chừng một tháng. Có nghĩa là hết 30 ngày, con chim của các bạn thay đổi hoàn toàn, các bạn sẽ bất ngờ. Yes, các bạn làm thử coi phải không? Thấy hay thì đúng, nhớ chia sẻ cho bạn bè các bạn thấy hữu ích nhớ cho mình một like các bạn. Cách này bạn có thể áp dụng được trên tất cả các loài chim, từ chim hút mật nhỏ cho tới chim to, chim bự. Đó, mi khiếu trầu màu đều là được hết các bạn. Rồi video đến đây tạm dừng rồi, ai có ý kiến gì đó để lại dưới video, mình sẽ phản hồi bằng video sớm nhất. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào ạ.